Vâng, xin chào khán giả yêu cây cảnh bonsai trên cả nước. Ở cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem một cái dàn bonsai phải nói là đẹp nhất của triển lãm lần này. Đó chính là cái dàn bonsai của bác Hoàng Thanh Tùng ở thành phố Bắc Ninh. Bác mang đến đây cái số lượng cây rất lớn, khoảng gần 30 cây. Đây tôi đếm theo giấy bàn đây thì khoảng gần 30 cây. Và tất cả những cây của bác mang đến đây đều là những cây chọn lọc, những cây tầm trung, những cây đẹp nhất của bác. Và những cây bonsai ở đây đều là những cây tuyển chọn, được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm của khu trưng bày. Đây là cái tác phẩm cây si. Cây si da báo, hay miền Nam còn gọi là cây gừa. Vâng, tất cả những cây đây đều của bác Hoàng Thanh Tùng nhá. Mai Chiếu Thủy. Một cây lụt lực, bông chi răm rụt lại. Và đây cũng là một cây đẹp, nó lại lướt vèo qua, cũng là một cây si. Với những đôi bàn tay công phu tỉ mỉ của những nghệ nhân đã tạo nên những cái tác phẩm phải nói là siêu đẹp. Cây chuẩn chỉ mịn đến từng mm. Và ở đây là một cây mai chiếu thủy. Tay bông răm dày rụt rịt tạo thành những cái mái rất đẹp. Cũng là một cái tác phẩm si. Các bạn để ý những cái răm của cây này, vâng đây là một cây xanh,
xăm núi. Đây cũng là một cây xăm núi. Vâng, đều là những cái tác phẩm xăm núi thế thác đổ. Rất đẹp. Này cây trực huyền cũng là xa núi. Rất đẹp và ấn tượng. Về cái tay buông của cây này thì không đổ sâu như hai cây này. Và đây cũng là một cây xăm núi. Cây như này. Tác phẩm xanh. Và đây cũng là tác phẩm xanh. Khoảng 2 găng tay thôi. Cũng là một cây xanh. Cây xanh lụt lực. Chân bệ ốc ích. Côn cây. Rất đẹp. Vâng, đây cũng là tác phẩm xanh. Cái tác phẩm này côn cây bệ lớn được trồng trên một cái chậu bát tiên. Cũng là một tác phẩm xanh. Đây là tác phẩm xanh được làm rất tỉ mỉ và công phu. Tay cành bài mái rất đẹp. Bệ lớn thân côn lắc. Và chúng ta chuyển qua một cái tác phẩm si. Đây là một cây si có cái thân hình nghệ thuật. Nhiều thân. Dáng thế rất trừu tượng. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy. Cây mai này thì có bộ râm giống như san hô.
cây này được làm mừng, có một bác cái đẩy cái xe qua, tiếng ồn rất lớn. Cái cây mai chiếu thủy này được làm và tạo dáng theo lối bonsai của Nhật, dáng rất điệu và đẹp. Cái cây này không những có cái dáng đẹp mà còn có cái tay cành bài trí chuẩn chỉ đến từng mm, dầm chì bùng rất đẹp và điệu dày. Vâng, tuân thủ nghiêm luật rất chặt chẽ. Chúng ta chuyển qua một cái cây si nữa. Cây si này là cái cây si một gốc có ba cây thân đổ về một hướng. Và đặc biệt cái cây này được trồng trên một chiếc chậu. Đây là một chiếc chậu gốm. Có hoa văn rất tinh xảo. Ồ, rất đẹp. Có lẽ video này sẽ rất dài, bởi vì tôi sẽ quay gói gọn trong vòng một video cho mấy chục cây này. Vâng, một cây si có cái gốc bẹ đóng bánh, côn cây lùn lực. Phải nói là tất cả những tác phẩm ở cái dãy này đều là những tác phẩm đẹp, đáng để chúng ta phải học hỏi. Cái cây túc này có cái dáng nghệ thuật, nếu chúng ta hình dung thì giống như một người đang múa. Thân nghệ thuật, tay cành lắc dẻo. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy, côn cây. Tay cành rất điệu, bông râm dày, cây già và u bướu. Cây mai chiếu thủy không chỉ là cây bonsai để chơi dáng thế mà còn chơi hoa. Đặc thù của cây hoa mai chiếu thủy màu trắng rất tinh khiết, tinh khôi và có hương thơm nhẹ, rất quyến rũ. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy điệu đà. Và đây cũng là cây mai chiếu thủy. Đều là cây của bác Hoàng Thanh Tùng. Và đây là cái cây si.
phải nói là có một cái dàn bonsai ngắm mãi không chán. Cây nào cũng đẹp, mỗi cây có một vẻ đẹp khác nhau. Những cây si, cây xanh có cái vẻ đẹp của sự cổ kính. Của sự trầm mặc. Còn những cây khác thì có cái vẻ đẹp của sự cách tân. Của sự nghệ thuật, điệu đà. Đây là cây cần thăng. Cây cần thăng này có 3 thân. Cũng được vẽ bông rất tỉ mỉ. Vâng, chúng ta không thể bỏ qua cái cây hoa giấy này được. Cây hoa giấy này là cái cây mà tôi ghi hình rất nhiều rồi. Thế nhưng mà mỗi lần hướng ống kính về cái cây này, tôi lại muốn ghi thêm. Bởi vì cái cây hoa giấy này là cái cây nghệ thuật. Có vẻ đẹp. Tác phẩm có thân bệ kỳ dị. Chúng ta ngắm mãi không thấy chán. Và đây là cái cây sam hương. Vâng, sam hương. Những tác phẩm của bác Tùng được trau chuốt tỉ mỉ. Những chiếc chậu, chiếc đôn kệ cũng rất đẹp và sang chảnh. Cũng là sam hương. Vâng, đẹp quá. Vâng, có lẽ tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.